Em chào các bác nha Hôm nay lại lên hàng giao đi rừng dòng nhỏ gọn cho các bác Và đặc biệt là hôm nay em sẽ con mã số 8 là mã lần đầu tiên Lần đầu tiên em ra mắt mã số 8 Dòng dao cá để chuyên các bác là Mình vót trông này, làm nỏ này Hoặc là mình ghép cành này hoặc mình thấy trưng treo này, sưu tầm này thì con số 8 sẽ là một trong những cái con mà đáng để các bác lưu tâm trong cái video clip ngày hôm nay. Và đặc biệt là mã số 8 chưa từng ra mắt và cũng là một trong những cái mã dao gọi là thủ công cao các bác nhé. Đầu tiên thì mã số 1 giới thiệu với các bác là một em dao Kuri. À, con này thì em cũng lên được vài năm nay rồi và được cái là về cái dáng thì là nhỏ gọn. Lưỡi là 13 cán là 10, độ dày sống lưng là 5 ly, dòng vòng bi có lá, à, có lỗ ở đồng ở đuôi dao, chốt hai đinh như vậy. À, vì cái độ cơ động cao, nhỏ gọn nên là con này với cái giá phải chăng là 250 000 nghìn thôi thì được các bác vẫn ưa chuộng và sử dụng rất là nhiều trong cái thời gian cũng vài năm gần đây rồi. Đấy, con này hiện tại em để giá cho tất cả bác là 250 000 nghìn một em thôi. Đến mã số 2 thì nó cũng là một trong những cái mẫu da mới mà em vừa ra mắt vào khoảng tháng trước à, Con này thì nói chung là nó sẽ góc cạnh hơn, hầm hố hơn nhưng mà độ dày sống lưng vẫn là 5 ly Lưỡi con này rơi vào là 14,5 Đấy, cán thì nó sẽ rơi vào là 11 Ở đây có một cái điểm khuyết Những cái đoạn này mài nó sẽ sắc lịm hơn Thì có khả năng em sẽ mài lại một lần trước khi gửi cho các bác Để nó lên hình tạo khối Nó sẽ đẹp hơn nhiều các bác nhá Con này thì chất liệu lưỡi cũng là vòng bi à, Cán thì ở phần cán con này thì đầu tư hơn rất là nhiều Bởi vì mình vót từng cái đốt tay như này Tạo cái sự gờ Nhìn cái cán nó rất là đẹp các bác ạ Thì con này hiện tại đang để cho các bác với cái giá là 250.000 một em còn mã số 3 là một con dao mèo mũi hơi hết một tí. Con này thì các bác biết rồi, dòng mèo mũi đa năng, lưỡi rơi vào là 15 đánh nhám, loang hai mặt, lưỡi nó hơi cong lên như thế này cho em này, hơi nhọn lên như thế này cho em này. Được cái là con này sẽ là đa năng cao các bác vừa chặt vừa lọc vừa thái được đào hố vắt trông cũng làm được luôn. Cán này hiện tại là rơi vào 11 gỗ cẩm chỉ cho em, chốt hai đinh. Em này sẽ bán cho các bác với cái giá là 320 000 một em, mã số 3 các bác nhé. Tiếp theo đây mã số 4 sẽ là một dòng Curi mini nhưng mà nó thuộc dòng là có vỏ các bác ạ. Nó sẽ thuộc dòng là có vỏ bởi vì là Curi thì nó sẽ có Em xin lỗi ạ, con này nó phải là cán vỏ của con này. À, nếu mà bác muốn tham khảo cái dòng có cả vỏ thì mình tham khảo con này cho em. Được cái là nó có cả vỏ vào thì gọn gàng, nhỏ, gọn xinh nhưng có cái vỏ vào thì nó đảm bảo cho các bác cái sự an toàn rất là cao và mình sử dụng lâu dài đối với cái vòng vỏ gỗ mun này các bác nhé. Ngoài cái mẫu số 4 ra thì giới thiệu với các bác là dòng mèo quốc dân Mèo quốc dân thì nó là dòng mèo lưỡi 15 có lá chắn đồng vàng dày 5 ly cán vỏ gỗ môn Con này thì không phải bàn về cái chất liệu lưỡi Còn nếu bác là thích nhỏ gọn dễ luồn lách thì mình có thể tham khảo sang cái con mèo 15 này cho em Cực kỳ là cơ động bỏ ba lô được, bỏ túi sách túi áo được, bỏ cốp xe cũng được luôn mà dày 5 ly nó có thể chặt được gà vịt xương sườn cho em cây củi to chặt thoải mái chỉ là cái lưỡi nó không quá dài nên là cái diện tích phát của các bác nó sẽ thấp bác nào mà mình không chuyên phát nhiều thì mình có thể tham khảo sang mẫu này giúp em nhé con này hiện tại là đang có vỏ gỗ ạ đây em vào vỏ gỗ con này cho tất cả các bác cùng xem nhé vân là vân mắt cáo dòng gỗ cầm thị xanh lên vân thì cực kỳ là đẹp bác nào ưng mã này thì ủng hộ em với một cái giá cực kỳ là nhẹ nhàng là bốn trăm tám nếu như mình cảm thấy là thích cái vỏ nhọn nhìn nó thanh thoát và đúng chuẩn kiểu mèo bản truyền thống hơn thì mình tham khảo sang con số 5 xem. Lưỡi thì nó ngang chức năng con số 4 vừa nãy thôi, nhưng mà cái kiểu dáng của nó sẽ khác, nó chỉ thay đổi ở phần lá, cái vỏ thôi, nhưng mà lên con hàng một cái là nhìn cái dáng nó đã khác nhau hoàn toàn rồi. Các bác thấy không ạ? Đấy, mèo này là bản mèo nhọn truyền thống vẫn là có lá chắn đồng vàng chốt một đinh cán vỏ gỗ mun như thế này cho các bác tất cả hoàn toàn đều sử dụng dòng vân gỗ tự nhiên nên các bác yên tâm là dùng lâu dài thì cán gỗ càng dùng càng sử dụng nhiều thì nó càng bóng và càng sáng càng đẹp các bác nhé đối với con vỏ nhọn này thì vẫn là đồng giá với một cái giá rất là rẻ thôi 480.000 một em các bác nhé mà đặc biệt đối với dòng mèo thì sao khóa lưỡi cực kỳ tốt cho tất cả các bác mình sử dụng đảm bảo an toàn dù mình có dốc ngược con dao dù mình có chạy nhảy vận vận động mạnh đi chăng nữa thì con dao cũng không bị tuột ra khỏi vỏ như vậy cho em nhá. 480 000 Nếu nói giá cả ở trên thị trường thì là em không tự hào là mình à, bán rẻ nhất thì em không nói là mình bán rẻ nhất. Nhưng nói đến cái phân khúc hàng mặt đẹp nhưng giá cả phải trang phù hợp với nhiều bác nhất thì em cảm đi một điều là em đang đầu tư vào điều đấy rất nhiều. Với cái giá như con em đang cầm trên tay là 560 000 thôi. Nhưng cái lưỡi của các bác đang sử dụng đó sẽ là một lưỡi vòng bi lưỡi là 20 dòng lưỡi vòng bi đánh chống nhám hai mặt đánh chống nhám hai mặt dây là dày 4 ly và đặc biệt với cái giá đấy như các bác lại sử dụng được một cái cán vót tay hoàn toàn thủ công như thế này ạ một cái cán vót tay hoàn toàn thủ công như thế này hai tầng gỗ chứ không hề mà mình có thể gọi là tô bầu gỗ được các bác nhé một tầng gỗ cầm nam và một tầng gỗ muôn vót tay cầm như thế này cho em một cái lỗ ở đuôi dao để các bác trưng chơi treo đối với cái giá là 560.000 mà các bác sở hữu được một con dao như thế này là quá tuyệt vời các bác nhá Đấy, đây là mã số 7 Các bác ủng hộ em thì zalo của em vẫn là số 0347753780 780 thôi Đang lên hàng cho các bác mà trời cũng nhá em tối rồi Lên luôn tập hàng vừa làm xong trong cái um, ngày hôm nay Không phải là một ngày em đã làm xong con này đâu các bác ạ Con này em phải làm cỡ tương đối là lâu rồi Từ lên hình tạo dáng, lên phôi Nói về cái lưỡi bắt đầu em sẽ À, nói rõ hơn về từ cái chất liệu lưỡi đến cái kích thước và trọng lượng của con hàng như sau. À, lưỡi thì hiện tại đang sử dụng là dòng lam cưa đặc lưỡi các bác nhá. Lam cưa thì nó sẽ có là dòng là lam kép và lam đặc lưỡi. Chỉ có lam đặc lưỡi nó mới dày và em mới có thể sử dụng lam được dao như thế này. Đối với cái dòng lam cưa nó sẽ là gọi là bền, cứng, sắc cho tất cả các bác. Điều đặc biệt là đối với dòng lam cưa này thì nó sẽ là trồng han gì cực kỳ cao. Cái độ han gì của nó rất là thấp luôn. Đó tiếp theo đến cái dáng lưỡi thì con này cái dáng lưỡi thì quá là đẹp các bạn dáng lưỡi thì nó xòe ra như hình một con cá vậy đó như hình một con cá quá là đẹp luôn và cái lưỡi dao hiện tại đang thiết kế là dao một má các bác nhé. đối với cái dòng dao gọi là ghép cành hoặc là các bác mà chơi nỏ mình vót nỏ vót trong chẳng hạn đấy hoặc là các bác mình mang đi chặt gà vịt thôi làm lòng cá thôi mình mang thêm picnic ra ngoài thì mình vẫn sử dụng con này theo được thì làm cái lưỡi từ đây đến đây phần này thì nó rơi vào 5 cm các anh nhá chỗ này rơi vào 5 cm tổng trọng tổng chiều dài con này tổng chiều dài con này từ đây đến đây thì nó sẽ rơi vào khoảng là 18 cm từ đây đến đây các bác nhá đó cán thì hiện tại sử dụng là cán gỗ mun mộc cán gỗ mun mộc vật liệu đặc biệt ở phần cái lưỡi hõm dao này chúng em có khoét hõm khoét hõm nhá nên là nhìn cái con dao nó như kiểu 3 d các bác ạ đấy vót khoét hõm nhé chỗ này là nó lõm xuống đấy các bạn chỗ này là lõm xuống như thế này này vót khoét hõm các bác nhá con này thì các bác không phải lăn tăn về cái chất liệu lưỡi còn nếu mà nói về dáng dao để các bác trưng chơi treo hong thủy thì quá là tuyệt vời hàng này không có đại trà chỉ có hai con duy nhất hàng này không có đại trà chỉ có hai con duy nhất các bác nhá nên là các bác lưu tâm lại giúp em là chỉ có hai con duy nhất nếu bác nào mà mình chơi dao và sành về dao nhìn con này là các bác không có một điểm nào để chê luôn tất cả lưỡi và cái phần cắt dao mình sử dụng hoàn toàn là bằng tay Mài cũng mài tay hoàn toàn nên nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề là lưỡi dao cho mình cũng sử dụng lâu dài các bác nhá Không bị non thép và không bị hồi thép Đấy là cái mà đã làm được trong hai con dao này Tỉ mỉ đến từng cái chi tiết khoét rãnh cho tất cả các bác Cái này khoét mất một ngày đấy các bác ạ Chỉ mỉ đến từng chi tiết khoét rãnh Con này bán công khai giá trong cái video ngày hôm nay Lên cho tất cả các bác Chỉ có giá là à, 395 000 một em các bác nhá, lên giá công khai 395 000 Một em dao như thế này trong video ngày hôm nay duy nhất chỉ có hai em hàng thủ công cao chất lưỡi là dòng lam cưa đặc các bác nhá. Lam cưa có hai loại, một loại là lam cưa ghép và một loại là lam cưa đặc. Em chỉ sử dụng lam cưa đặc và lam cưa đặc nó chỉ sử dụng ở những cái máy có công suất cao thì mới sử dụng lam cưa đặc thôi. Nên các bác sẽ hiểu được cái chất thép của lam cưa là nó sẽ ác liệt mức độ nào. Đấy các bác cực kỳ là yên tâm về cái chất liệu này các bác nhá Đấy, các bác ưng ý thì mình liên hệ zalo của em luôn em để hai con chỉ có giá là 395 trăm chín thôi nhá mỗi con nhá các bác nhá không phải hai con mỗi con là 395 trăm chín hàng này siêu tầm có một không hai các bác nhá 395 trăm chín là quá là 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 nhẹ nhàng các bác ạ không ba bốn bảy bảy năm ba bảy năm vẫn là số zalo của em các bác nhá cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi trong cái video này của em ưng ừ ý thì các bác ủng hộ em các bác nha và những cái con hàng phổ thông khác từ mẫu 1 đến mẫu 7 nữa. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip lần sau ạ. Xin chào.